Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì cơ sở bên em đang sửa chữa, em chuyển tạm về số 3 quận Khánh Toàn anh chị nha. Chỉ một vài ngày thôi ạ. Hôm nay thì em vừa cập bến một mẫu crossover 5+2 cực kỳ hot ở thị trường Việt Nam. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5L, sản xuất và đăng ký năm 2020. Em xin lỗi, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe một chủ từ đầu, chạy 40.000 km. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng trong hãng anh chị nhé. Đây, xe vừa về thì em sẽ cùng mời quý anh chị đi một vòng quanh xe. Xe bảo dưỡng không thiếu km nào ạ. Sơn si của chiếc xe thì rất là đều màu. Và đặc biệt là một chiếc xe chạy qua 5 năm sử dụng nhưng sơn lại rất là ít anh chị nha. Với thiết kế mới của Honda CR-V trong năm 2019 này thì xe nó đã đỡ bị già hơn rồi. Với quả đèn làm theo kiểu boomerang này, vành bông hoa này. Nguyên dàn lốp thì vẫn theo xe anh chị nha. Nguyên dàn lốp thì vẫn theo xe. Lốp mít luôn ạ. Đây, tất cả những cái bộ phận mà có thể là sơn nhiều nhất. Ví dụ như là cái đường G của ba đờ sốc trước và phần tay xe thì vẫn rất là đều màu với nhau. CR-V được trang bị đèn full LED này, mặt ca lăng dạng hard design. Nhìn chung là về ngoại thất của chiếc xe em đánh giá sau khoảng 5 năm sử dụng không có độ hao mòn quá nhiều. Nội thất của chiếc xe thì cũng vậy. Xe này thì em nghĩ là anh em mình nên bàn nhiều nhất sẽ bàn về giá thôi. Vì rất lâu rồi mới mua được một chiếc xe CR-V mới và đẹp như thế này. Vô lăng của chiếc xe ở đời 2019 này thì anh em mình vẫn được trang bị cái âm lượng bằng cảm ứng anh chị nha. Đến năm 2020 thì xe bị cắt option này rồi. Mặt đồng hồ ở đây là đều được trang bị là mặt đồng hồ điện tử này. Cửa sổ trời toàn cảnh, panorama, phanh tay điện tử, auto hold. Màn hình của CR-V thì màn hình áp vào phần táp lô cũng rất là đẹp. Táp ly của xe thì bọc da hoàn toàn. Đó, ghế trước thì chỉnh điện. Thực sự là nội thất của chiếc xe rất là mới luôn ạ. Anh chị thấy không? Một chiếc xe đã qua 5 năm sử dụng nhưng nội thất của nó vẫn còn mịn màng như thế này. Hàng ghế thứ 3 thì gần như không có người ngồi luôn. Gần như không có người ngồi luôn ạ. Xe được trang bị lên tới 3 cửa gió điều hòa. Tất cả những cái xe bên em bán ra thì đều cam kết bảo hành động cơ số. Và riêng xe này em bảo hành luôn cả km luôn anh chị nha. Hiện tại chiếc CR-V phiên bản 1.5L sản xuất và đăng ký năm 2019 một chủ từ đầu, chạy 40.000 km, đang được Auto 88 chào bán với một mức giá rẻ nhất trên thị trường là 825 triệu đồng. Và với mức giá trên, khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá. Tất cả những chiếc xe bên em bán ra thì đều cam kết bằng văn bản. Và riêng chiếc xe này anh chị yên tâm tuyệt đối nha. Anh em mình quan trọng nhất là chỉ bàn về giá thôi. Đó, chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Quý anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Em xin kết thúc video tại đây.